Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có đề xuất hạn chế xe máy chạy bằng xăng trên khu vực này. Đây được xem là một giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc chuyển đổi xe máy chạy bằng xăng sang xe máy điện vẫn còn nhiều hạn chế, gây khó khăn cho người dân. Trong suốt 7 năm làm nghề xe ôm công nghệ, anh Kiều Khánh ở Hà Đông, Hà Nội thường xuyên sử dụng xe xăng để di chuyển từ quận này sang quận khác, trong đó có quận Hoàn Kiếm. Khi nghe thông tin có đề xuất hạn chế xe xăng lưu thông ở khu vực này để bảo vệ môi trường, anh Khánh rất đồng tình với chủ trương của thành phố. Tuy nhiên, theo anh, lộ trình này cũng gặp không ít khó khăn. Khó khăn thì đầu tiên thì chắc chắn là về kinh tế nó sẽ khó khăn rồi. Và những người hiện tại đang sử dụng cái phương tiện này để đi lại nữa là cái thứ hai. Các cái dịch vụ giao chuyển nhận hàng ở trên phố này nó sẽ phải tăng giá đắt đỏ hơn. Nhìn chung là gần như là ai cũng sẽ ảnh hưởng. Tức là quy trình này thì nó phải rất là dài, chứ không phải thể để trong một sớm một chiều được. Cũng phải di chuyển nhiều nơi để giao hàng, nên khi nghe thông tin hạn chế xe máy chạy bằng xăng ở quận Hoàn Kiếm, chị Phạm Thúy Hà ở Đống Đa, Hà Nội cũng cho rằng việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện sẽ gặp nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với những người có thu nhập không cao. Chắc chắn là nếu mà cấm xe đi bằng xăng ấy thì là sẽ thu nhập của nhiều người xế thì sẽ bị giảm rất nhiều. Ví dụ những người mà họ có dân mà họ có tài chính ít ấy, bây giờ tự dưng họ bỏ xe xăng đi, họ phải đổi xe điện thì nó cũng là mất thêm một cái nguồn kinh phí để mua thêm cái phương tiện đấy. Thì chắc chắn là nó sẽ bị hạn chế rất nhiều và khó khăn cho nhiều người. Nhưng đôi khi ở thời buổi khó khăn này, khi 5-10 triệu đối với nhiều người lao động cũng là một vấn đề. Quận Hoàn Kiếm thì lượng khách rồi kể cả là tôi chở nhiều cả khách nước ngoài nữa. Đấy, cũng nhiều khách mà cũng ship nhiều, ở quận này nó cũng nhiều việc lắm. Chuyển sang kia nó không có khách thì tất nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng thu nhập của người lao động. Theo nhiều người dân, quận Hoàn Kiếm là quận trung tâm của thủ đô, có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và ăn uống. Vì vậy, khi hạn chế các phương tiện giao thông chạy bằng xăng sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế và các ngành dịch vụ liên quan. Các đơn vị liên quan cũng cần có những chính sách, giải pháp cụ thể để đảm bảo được hoạt động phát triển kinh tế và đời sống của người dân.